Thiếu gia. Thiếu gia. Thảo. Thiếu gia. Thảo à, cha đâu rồi? Nói đi, cha của ta đâu? Thảo à, người nói cho ta biết đi. Lão gia, lão gia đã bị đám người của Võ Đường Hà bắt mất đi rồi. Bây giờ đang giữ trên lôi đài, giống như là bắt đi thị chúng vậy đó. Kỳ Anh, đừng đi mà. Bọn Nghiêm Bá Sơn đã bắt cha của cậu đi rồi, dàn lôi đài để dụ cậu ra. Cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của Miêu Trác Phong. Cậu đi chỉ là chịu chết thôi. Cha của ta đang ở trong tay của họ, ta không thể không đi. Kỳ Anh, chúng tôi không thể để cho người chịu chết được đâu. Kỳ Anh à, cậu đợi thêm mấy ngày nữa đi. Chúng tôi đã kêu người giúp đỡ rồi. Ta không muốn cho cha ta chịu khổ. Huynh lão gia, uống ly trà cho định thần lại đi. Nếu không, khi con của ông đến, ta lo là ông sẽ uống không vô đâu. Nghiêm Bá Sơn, ông đừng có hồng, con ta không tới đâu. Con của ông hiếu thảo như vậy, ông tưởng hắn sẽ không tới hay sao? Sao lóng quá vậy không biết được. Trời ơi, tới rồi kìa, tới rồi kìa. Sắp đắp rồi đó. Tới rồi kìa. Huynh lão gia, ông nói là con của ông không tới mà. Kỳ Anh. Huynh Kỳ Anh, ngươi chịu tới rồi à? Nghiêm Bá Sơn, ta đã tới rồi. Mau thả cha của ta ra. Ta dựng lôi đài, hạ thư chiến cũng là vì ngươi thôi. Thiệt là anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi thắng được Bắc Thoái Dương là có thể dẫn cha của ngươi đi. Nếu như ngươi bị thua, ngươi phải công khai quỳ gối xin lỗi với ta, và còn phải đãi tiệc ở Đại Tam Nguyên một tháng nữa. Kỳ Anh à, con cứ mặc cha đi. Bọn họ không dám làm gì cha đâu. Đi đi. Dạ, hôm nay con tới đây cứu cha thì quyết không bỏ đi một mình đâu. Miêu Trác Phong, cho dù là thắng hay là bại, ta mong ông hãy thả cha ta ra. Không cần nói nhiều, đánh xong rồi tính. Huynh Kỳ Anh, ngươi không phải đối thủ của ta, chịu thua đi. Đánh chết nó đi. Sư phụ, cái thà là Lục A Thái. Ngươi là Nam Quyền Dương Lục A Thái, quả nhiên danh bất hư truyền. Miêu huynh quá khen. Tại hạ lâu nay thích dùng võ để kết bạn, hay là hôm nào chúng ta đọ sức một lần đi. Tại hạ ít khi tập vợt, không phải là đối thủ của huynh. Ê, Lục huynh nói như vậy có nghĩa là khi dễ Miêu Trác Phong này rồi. Miêu huynh nặng lời rồi. Miêu huynh có thể nới tay bỏ qua cho tiểu đồ hay không? Nhất định. Nhưng mà huynh phải hứa đỏ sức với ta. Hiếm khi gặp được đối thủ như huynh, ta quyết không bỏ qua đâu. Được, ta hứa với huynh. 3 ngày sau hẹn gặp ở giao trường Thành Đông. 3 ngày sau gặp lại. Tránh ra. Trời ơi, làm gì dữ vậy? Tránh ra. Ừ, làm gì dữ vậy? Tránh ra đi. Trời ơi, làm gì dữ vậy? Làm gì dữ vậy? Trời ơi, coi kìa. Hôm nay cuộc đấu này mình không nên đấu bằng tính mạng. Tránh ra coi. Tránh ra. Ta có một đề nghị. Ai bị đánh ra khỏi cái hang động này coi như là thua. Được. Đừng chen mà. Có chen. Tránh ra coi. Làm cái gì vậy? Từ từ thôi. Tránh ra. Sắp đánh rồi kìa. Xem đi, xem đi. Trời đất ơi, đừng đốn đáo nữa, thiệt là không tập trung quá.
Đi. Trời ơi, không hổ danh là sư phụ ngang. Đánh giỏi quá trời luôn á. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ à, con còn đi theo ta làm gì? Cha của con. Nè, cha của con nói rất đúng. Học võ thì không nên tiền đồ. Con coi ta thì biết, bây giờ ta chỉ biết bán tượng đất sành để kiếm sống. Sư phụ, người... Kỳ Anh, có chuyện này ta chưa hề nói với con. Hôm nay tới lúc phải nói rồi. Tư chất học võ của con rất kém. Con theo ta chỉ lãng phí tuổi xuân của con và lãng phí thời gian của ta. Hay là theo lời của cha con nói, mình cắt đứt quan hệ sư đồ. Sư phụ, sư phụ nói cái gì vậy? Ta chỉ là nói thật thôi. Con không tin. Sư phụ gạt con. Sư phụ nói dối. Con biết thầy không muốn cha quấy rầy, có phải vậy không? Sư phụ nói đi. Không phải. Ta vốn là không muốn dạy cho con nữa. Sư phụ, con biết sư phụ tốt với con, nhưng mà sư phụ bỏ mặc cha đi được không? Sư phụ, chúng ta sẽ đánh ba chưởng, cắt đứt quan hệ sư đồ. Đây là chưởng thứ nhất. Đưa tay ra đây. Đưa tay ra. Sư phụ, đừng mà. Con không được chọn lựa. Chưởng thứ hai. Sư phụ, con xin sư phụ, đừng mà. Người đúng là không ra gì. Ta không muốn đã già rồi, còn bị một đệ tử không nên thần báo hại. Đưa tay ra đây. Sư phụ, xin người nể tình mẹ của con, rút lại mệnh lệnh đi. Các vị Việt Nam các quan trọng, ở đây TVB cái chương mục là mày hổ trang này. Không biết à, ở đây xin thuê xuất cái Việt Nam luyện ngoại phần đồ, tôi chính xuyên cho hỏi lượng cái ngoại trình kẹt tập, tặng cái này đi. Phải đi kích hạ bên link, like, thùng subscribe 啦.